Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Đó, đây là các số hotline bên em này. Các anh chị em nào có nhu cầu mua sắm thì cứ liên hệ với các cái số hotline bên trên màn hình đây. Đấy, bác nào lần đầu ghé qua kênh thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ cũng như nhấn chuông đăng ký để tiếp nhận những cái video mới nhất bên em nhá. Đó, hàng hóa thì em rất nhiều nhưng các bác thông cảm. Đấy, kho bãi nhà em đang sửa chữa nên nó hơi bị chật chội và lôi thôi. Đấy, hẹn các bác chỉ khoảng một tuần nữa thôi là em sẽ bày hàng đẹp đẽ, sạch sẽ cho các bác nhé. Đó, hàng thì rất nhiều các mẫu mã và chủng loại. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu mua sắm thì cứ liên hệ. Đấy, các bác nhận hàng bên em thì các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đấy, chuẩn hàng đúng như video quảng cáo thì các bác nhận hàng nhá. Nên các bác yên tâm một cái điều như thế. Nếu mà không đúng hàng thì các bác cho hàng về, không mất một đồng tiền ship nào luôn. Đó, cứ yên tâm nhận hàng luôn. Video quảng cáo như nào thì hàng gửi cho các bác đến tay các bác là như thế, không sai một tí nào cả. Đấy, để các bác không phải chờ đợi lâu nữa thì hôm nay em vào giới thiệu chi tiết một số mặt hàng bên em đang phân phối để cho các bác nắm hơn về rõ về giá cả cũng như là chất lượng nhé. Đấy, đây là các cái số hotline bên em này. Anh chị em nào có nhu cầu mua sắm thì cứ liên hệ nhé. Đầu tiên thì em đi vào giới thiệu cho các bác cái dòng cưa em còn một cái duy nhất này. Cưa 30cm hàng của Nhật nhá. Đó, rất nhiều bác hỏi nhưng nó hết rồi. Hôm nay dọn kho thì lại thấy lọt lại một chiếc. Thì hôm nay em thanh lý luôn cho các bác. Đấy, cưa này là cưa 30cm hàng của Nhật nhá. Có bao bảo vệ rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Thanh lý bình thường bên em đang bán là 350k. Hôm nay bán cho các bác 300k và bao ship cho các bác. Con cưa này nó dài là 35cm chưa kể cán nhá. Đó, và đây các bác là chất liệu thì làm bằng thép lưỡi cưa nên là rất là sắc, vô cùng sắc bén luôn. Hàng này là hàng Nhật thanh lý nhá. Đó, thanh lý của Nhật này. Đó, hàng này vô cùng chắc chắn. Các bác sử dụng xong thì các bác vệ sinh sạch sẽ lại bỏ vào hộp như này cho em. Cưa cành cây, cành to, cành nhỏ cắt được hết luôn. 300k bao ship cho bác cái cưa 35cm này. Các bác lên mã cho em cưa 35cm. Tiếp theo thì em còn một con rìu của Mỹ này. Rìu của Mỹ này. Đó, rìu của Mỹ nha các bác quan sát này. Đó, hàng này thì em bán rất nhiều rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay nó cũng chỉ còn có một con thôi. Còn duy nhất một con thanh lý nốt thôi. Đấy, thì cái này nó có kèn, có còi báo này. Cái này các bác có thể làm trưng bày, sưu tầm, các bác treo nó lên. Đấy, sau nó sẽ là có một con dao. Con dao nó dài đây. Con dao này nó dài khoảng 30cm nữa các bác nhá. Các bác có thể sử dụng để gọt hoa quả, các thứ, đi rừng, đi phượt thì rất là ok. Vô cùng chắc chắn và sạch sẽ. Đấy, có dây đeo như này. Đó, con rìu này là rìu của Mỹ. Các bác lên mã cho em là rìu Mỹ. Em đang bán là 350k nhưng hôm nay em bán thanh lý nốt cho các bác là 330k. 330k và cũng bao ship luôn cho các bác. Còn một con duy nhất rìu Mỹ 330k bao ship nhá. Đấy, những cái dòng thanh lý này nó chỉ có một chiếc, hai chiếc thôi. Bác nào nhanh tay thì được mà chậm tay thì hết nha các bác nhá. Tiếp theo đó thì lại giới thiệu cho các bác cái dòng đá mài. Đá mài giao hàng Toysi Made in Japan này. Con này nó có độ mịn từ 1.000 đến 3.000. Cái này thì các bác mài dao thì cái con này nó nặng khoảng 7 lạng một con đá mài này nhá. 7 lạng một con và có đế cao su để giữ này. Thì nó sẽ có hai mặt, mặt mịn và mặt một mặt mịn là 3.000, một mặt mịn là 1.000. Thì khi mà các bác mài dao ấy, những con dao mà lâu ngày các bác không sử dụng ấy, nó bị cùn, bị han, bị chỉ thì các bác sử dụng đầu tiên là các bác mài cái mặt 1.000 này cho em để cho nó phá hết những cái men, phá những cái chất mà han rỉ đi. Sau đó là các bác lại mài cái mặt bên trên này thì dao nó rất là sắc luôn. Đấy, hôm nay thì em thanh lý cho bác 220k bao ship cho các bác dòng đá mài A. Đá mài A nhá, 220k bao ship. Các bác lên mã cho em đá mài A bao ship. Tiếp theo thì hôm nay em lại về được mấy cái con kìm chết của Nhật, FO của Nhật nhá các bác nhá. Kìm chết đúc nguyên khối FO của Nhật này. Đó, cái này hàng này các bác chuyên để sửa chữa đấy. Nói chung là anh em thợ thì sử dụng con này thì các bác sẽ biết là của nó là chất hàng nó chất như nào. Đó, con này là kìm FO của Nhật nhá. FO của Nhật bên em đang bán là 180k và bao ship cho các bác. 180k bao ship cho bác kìm FO Nhật nhá. Có lên mã cho em kìm FO của Nhật 180k. 180k. Đó, em cam kết là hàng chuẩn Nhật luôn và hàng thì không có shop nào bán rẻ bằng shop em đâu. Nên các bác yên tâm nhận hàng nhá. Tiếp theo thì em lại giới thiệu cho các bác cái dòng ổ đúc cao su non hàng chống va đập bên em. Con này thì nó sẽ có đèn báo này và có 4 chân cắm, cái này cắm được cả chân dẹt lẫn chân tròn nhá. 100k một cái ổ vàng như này. Đó, 100k một cái ổ vàng. 100k một cái này thì em không bao ship nhưng các bác lấy từ 2 cái trở lên thì em sẽ bao ship. Là tức là các bác nhận hàng thanh toán tiền 200k sẽ được 2 cái bao ship. Đấy, một cái làm lãi còn một cái thì lấy tiền ship cho các bác. Đấy, bán hàng
Để cho các bác sử dụng con này, các anh em chiến công trình thì khỏi phải nói luôn, 100k cho một cái ổ vàng nhá. Các bác lên mã cho em ổ vàng. Tiếp theo thì em lại giới thiệu cho các bác cái cân bàn này. Cân bàn này, cân bàn nhá. Con này là cân bàn hay là gọi là cân sức khỏe. Cái này nó cân trọng lượng được 180kg. Thì cái này thì gia đình nào cũng nên có để các bác cân đo để kiểm tra sức khỏe của mình, tình hình sức khỏe cân lên hay cân xuống, tăng cân hay giảm cân. Đó thì nó cũng rất là thiết thực luôn. Đó, con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin con thỏ. Các bác sẽ lắp hai pin con thỏ vào đây để sử dụng. Hết pin thì lại thay thế, nó rất là dễ dàng và rất là đơn giản luôn. Để dùng nó rất là tiện lợi. Đó, thì bên em bán là 200k và bao ship cho các bác. Các bác lên mã cho em là cân bàn 200k bao ship cho các bác nhá. 200k bao ship. Rồi tiếp theo thì em còn mấy cái mỏ hàn điện tử là mỏ hàn này, mỏ hàn nhiệt nhá. Con này thì nó với công suất là 60W. Các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ này. Nhiệt độ thấp nhất của nó từ 200 độ C đến 450 độ C. 450 độ C thì cái này các bác dùng để sửa chữa điện tử các thứ đấy. Em chỉ còn hai cái duy nhất thôi, cũng không có nhiều. Thanh lý nốt. Và nó sẽ tặng kèm cho các bác 5 mũi như này. 5 mũi hàn thì nó tùy thường những cái mối hàn to hay nhỏ thì các bác có thể thay thế những cái mũi vào để cho nó phù hợp với công việc của mình. Và cùng một đế để mỏ hàn nhá. Đấy, con này thì bên em hôm nay thanh lý nốt cho các bác 150k và bao ship cho các bác luôn. Giá rẻ bất ngờ luôn mà cũng chỉ có hai cái thôi. 150k bao ship cho các bác cái mỏ hàn nhiệt nhá, mỏ hàn nhiệt tặng kèm 5 mũi. Đấy. Tiếp theo thì em lại giới thiệu cho các bác cái con dao này. Con dao này là con dao Sato của Nhật, các bác biết rồi. Các bác cứ vào mạng mà gõ cái dòng dao Sato với dao Global là một trong những cái dao thương hiệu của Nhật luôn. Siêu sắc luôn, siêu sắc siêu bền luôn. Chất liệu là thép trắng nhá, thép trắng cao cấp này. Đó, Sato của Nhật, Sato Japan này. Con này các bác chuyên dùng để thái thì thôi rồi, rất chất rất là sắc luôn. Cán thì nó liền thân như này nhá các bác nhá, cán liền thân như này thì nó không bao giờ cái tình trạng nong cán, gãy cán, hoặc là cán của nó cũng là thép luôn thì nó không bị lấm mốc. Các bác sử dụng xong thì rửa vệ sinh sạch sẽ lại, sạch sẽ đẹp đẽ và có tay nhám như này để tránh tình trạng trơn trượt. Đấy, con này bên em đang ký hiệu là con này là con S2 nhá. Con S2 bên em bán là 230k, cũng bao ship cho các bác luôn cho nó nhanh. Đấy, còn mấy con thanh lý nốt. Con S2 là 230k và cũng bao ship cho các bác luôn cái dòng dao thái Sato. Còn mấy con thanh lý nốt 230k thanh lý nốt cho các bác nhá. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái mũ đen của Mỹ này. Mũ đen của Mỹ này. Đó, mũ đen của Mỹ. Đấy thì cái dòng mũ này thì em có cái dòng mũ màu đen. Đấy, cái này là mũ của nó là form của nó là form tròn nên các bác đội nó rất là đẹp luôn nhá, đội nó rất là đẹp. Cái này thì các bác có thể làm hàng trưng bày sưu tầm hoặc là tặng bạn bè thì cũng rất là ok. Đấy, made in USA của Mỹ này. Đó, cái này là chất liệu của nó là vải cotton, đội nó rất là mát mà rất là đẹp, lên form đầu rất là đẹp luôn. Cái đằng sau này nó có lúm có nút điều chỉnh này, to đầu nhỏ thì có nó phù hợp với từng khuôn đầu của các bác nên có yên tâm. Các bác bảo đầu tôi to hay đầu tôi nhỏ vừa hết, đầu nào cũng vừa hết luôn nha bác nhá. Đấy, made in USA của Mỹ này. Đó, cái công ty này nó chuyên sản xuất những cái phụ kiện sưu tầm như là dây lưng các thứ đấy thì các bác sử dụng con này nhá. Con này bên em thì đang bán là 100k. Đó, bên cạnh đó thì em sẽ có một cái dòng mũ dàn di này. Mũ này là mũ dàn di này. Đó, quân đội Mỹ này, cũng made in USA của Mỹ nhá. Tất cả là nó thêu tay nhá các bác nhá, thêu tay hết luôn. Cái dòng chữ này là thêu tay hết luôn. Cái này cũng bán 100k luôn, 100k luôn nhé các bác nhá. Riêng cái này thì một cái mũ này 100k luôn nhá. Đó thì các bác có mua thể mua combo này. Combo cái thắt lưng của Mỹ này, thắt lưng của Mỹ nhá, thắt lưng của Mỹ nhá. Đó, con này thắt lưng Mỹ này. Con này thì các bác đã biết rồi, em vẫn bán rồi. Con này nó có lịch sử sản xuất từ năm 1966. Đó, thì các bác mua combo ví dụ một thắt lưng một mũ này. Thắt lưng thì em bán là 130k. 130k và bao ship cho các bác. Bao ship nhá. Đó, còn mũ thì không bao ship nhưng mà các bác mua combo như này thì chỉ có 230k và bao ship cho các bác thôi. 230k bao ship cho các bác một thắt lưng một mũ nhá. Mũ thì hai màu dàn di hoặc đen, tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng của các bác thì có thể sử dụng cái mũ nào thì tùy theo ý thích của các bác. Đấy. Tiếp theo đó thì em có cái dòng mũ tai bèo này, mũ tai bèo nhá các bác nhá. Đấy, cái mũ này nó rất là tiện lợi luôn, nó có cúc ở trên này. Các bác có thể bấm cúc vào này. Đó, bấm cúc vào nhá. Đó, cái dòng mũ tai bèo này, hàng chất liệu nó là hàng vải thô.
Rội rất là mát luôn. Cái này thì các bác có thể để đi du lịch các thứ này, rất là ok, ngon lành luôn nhá. Đó, và có dây này để tránh cái trường hợp đi xe đi cộ nó bị bay, gió bay nhá. Con này bên em các bác lên mã cho em là mũ tai bèo 110k và cũng bao ship luôn. Bao ship luôn các bác nhá. Bao ship cho các bác cái mũ tai bèo 110k này. 110k cho một cái mũ tai bèo. Bao ship cho các bác. Tiếp theo thì giới thiệu cho bác em có mấy cái con kéo may hàng của Nhật này, made in Japan của Nhật này. Kéo may màu đen, hàng 12 inch nhá. Cái này thì các bác cắt vải này, vải dày, vải mỏng, vải bò, vải thô thì thôi rồi, không phải nói luôn, siêu sắc luôn nhá. 230k cũng bao ship luôn cho các bác, 230k bao ship cho các bác cái dòng kéo may. Kéo may 12 inch của Nhật nhá. Đó, kéo may 12 inch của Nhật, 230k, rất sắc luôn, 230k kéo may. Rồi tiếp theo thì hôm nay em còn hai cái khay đá vĩnh cửu này. Dòng 6 viên của Đức nhá. Đó thì đang bán là 200k. Nhưng hôm nay em bán thanh lý nốt cho các bác là 170k và bao ship luôn. Hai khay. Đấy các bác biết cái dòng đá vĩnh cửu này rồi. Thì các bác chỉ cần cho cái khay này vào và cho những cái viên đá này, nó là những cái viên inox các bác, inox 304. Đấy thì để các bác uống rượu, uống bia các thứ đấy. Nhất là uống rượu thì các bác cho cái viên này nó không bị nhạt rượu. Đấy, nhạt rượu, nhạt bia. Đó nha các bác nhá. 170k bao ship và có hai khay duy nhất thôi. Hai khay duy nhất là dòng 6 viên. Còn cái dòng 8 viên thì em vẫn đang bán là 200k. Dòng 8 viên 200k một khay nhá. Rồi tiếp theo hôm nay cái chuyên mục ổ đúc cao su non thì bên nhà em vẫn phân phối, thi thoảng em mới quay thôi, nhưng mà em vẫn phân phối đều, vẫn bán đều. Vì cái hàng này nó vô cùng chất lượng và hữu ích nên là lúc nào cũng có hàng để phục vụ quý cô bác và anh chị. Đó, cái dòng ổ đúc này thì em có hai dòng, ổ 5 chân và ổ 3 chân. 3 chân thì có đèn mà 5 chân thì không có đèn. Chất liệu là cao su non, các bác có thể đập, có thể ném thoải mái luôn, không bao giờ bị no, nó bị vỡ, bị bong. Đó, cái này nhất là anh em chiến công trình xây dựng các thứ thì rất là ok. Bên em bán đồng giá là 50k một chiếc, 5 chân cũng như 3 chân nhá, 5 chân cũng như 3 chân. Đấy, các bác nào thích dùng 5 chân thì dùng, mà dùng 3 chân thì thường dùng. Nó tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác, 5 chân, 3 chân đều là 50.000 một chiếc, 50.000 một chiếc. Bên cạnh đó thì sẽ có cái phích này. Phích cắm cũng là hàng ổ đúc cao, phích đúc cao su này, và có đèn báo giá là 25k một chiếc, 25k một chiếc nhá. Giá những cái này là không bao gồm ship các bác ạ, không bao gồm ship. Còn những cái đơn hàng các bác mua mà những cái mặt hàng nó không bao gồm ship thì từ 300k trở lên thì em sẽ miễn ship nhé. Bình thường là 400k nhưng mà tri ân giảm giá cho các bác là còn 300k. Bao ship. Đấy, cái phích này thì 25.000 không bao ship nhá. 25.000 không bao ship đâu các bác. Tùy từng mặt hàng bên em bao ship. Tiếp theo là giới thiệu cho các bác cái bình xịt dầu nhớt bên em này, bình xịt dầu nhớt. Có anh bình này, bình xịt dầu nhớt của Nhật. Đó. Cái này thì các bác cho dầu nhớt vào đây, các bác thể phịt vào những cái ngóc ngách xe cộ như nào, cái này nó có thể uốn cong uốn lượn được hết này. Giá là 50k nhá. 50k cho một cái bình xịt nhớt, 50k cho một cái bình xịt nhớt. Các bác lên mã cho em bình xịt nhớt 50k. Tiếp theo thì lại giới thiệu cho các bác cái thước đo. Thước đo của Nhật, Japan của Nhật, Kabuki Japan của Nhật nhá. Cái dòng này là dòng cao cấp này, nó là thước lỗ ban hai mặt, lỗ ban hai mặt. Mặt đằng trước này là đo bình thường, mặt đằng sau là các bác đo lỗ ban để chọn số đẹp. Đấy, con này nó là hàng chống mờ, chống nhám. Khi mà nó khắc số này, trên nó sẽ sơn một cái lớp sơn để chống han rỉ này, chống bị mờ này. Nên các bác dùng thì rất là yên tâm. Cầm một cái thước này nó vô cùng chắc tay, nó không như cái dòng thước thông thường của các bác đâu ạ. Đó, con này thì em bán 100k, 100k cho một cái thước 7,5m, nhưng có hai mã nha bác nhá. Các bác lên mã cho em là thước 7,5m màu vàng là 100k. Còn có cái loại thước 7,5m màu trắng thì bên em bán chỉ có 80k thôi. Cũng là thước lỗ ban hai mặt, như cái dòng màu vàng thì nó cao cấp hơn một chút các bác ạ. Tiền nào của đấy. Đó, đây nha, đây cũng là lỗ ban này, cũng là số đẹp này, cũng Kabushi nhưng mà nó có loại 1, loại 2. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác. Các bác có thể lấy mẫu nào thì các bác báo, các bác bảo 7,5m trắng hoặc 7,5m vàng thì để bên em lên đơn cho nó khỏi bị nhầm lẫn nhá các bác nhá. Mà em lưu ý các bác một điều là khi mà các bác đặt hàng thì bác nào đã nhắn tin thì đừng gọi điện, mà đã gọi điện thì đừng nhắn tin. Bên em sẽ chốt lần lượt nên các bác yên tâm. Đừng thề các bác đừng gọi vừa thì nhắn tin, tránh cái trường hợp shop lên đơn nhiều lần. Thiệt hại về cái tiền chi phí vận chuyển mà các bác cũng mất công nhận hàng. Rất mất thời gian nhá. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng kéo bếp bạc bên em, hàng made in Japan. Con này nó rất là dày dẫn nhá các bác nhìn này. Cái tay kéo của nó dày như này, được đúc nguyên khối như này nhá. Con này các bác cắt xương, cắt quắt vịt, cắt thịt, cắt vải được hết luôn. Đó, vô cùng chắc chắn luôn.
Đó, 130k cho một cái kéo bạc nhà bếp. Các bác lấy mã cho em kéo bạc nhà bếp 130k. 130k cho một cái kéo bạc nhà bếp. Tiếp theo thì lại giới thiệu cho các bác cái kìm FO của Nhật. Con này là chuyên cắt bấm tuốt dây điện nhá, được bọc một lớp cao su như này. Bọc này cách điện, cách nhiệt. Và cái này nó là bấm tuốt dây điện này và bấm dây điện này, đa năng của Nhật, FO của Nhật. 250k cho em một cái em kìm này các bác nhá. Đó, thì bên cạnh đó thì em còn một cái em kìm nhọn này, kìm nhọn FO này. Đó thì kia là đầu bằng, còn đây là đầu nhọn. Cũng bờ cái này bấm và tuốt này. Đấy thì tùy theo nhu cầu và sở thích của các bác. Con kìm nhọn này thì hôm nay em còn một con thanh lý nốt 230k cho các bác. 230k cho một cái con kìm nhọn này nhá. Đó thì với lại còn mấy cái con kìm đầu bằng của Kabushi. Kabushi các bác này. Hàng 8,5 inch, dài là 21,5 cm, da ban này. Đó, con này vừa bấm vừa tuốt nhá. Các bác lên cho em là kìm cam. Kìm cam 220k và bao ship cho các bác nhá. Bao ship cho các bác kìm cam 220k. 220k con kìm cam bao ship. Rồi tiếp theo thì lại giới thiệu cho các bác cái mài dao 3 khe bên em, hàng của Tamasaki, chuyên mài dao. Con này nó có 3 khe. Khe thứ nhất là khe mài thô, thô tinh bén. Đấy thì cái này thì ai cũng có thể mài được, chị em phụ nữ hay là người già người trẻ đều sử dụng được hết. Nó không như cái dòng đá, nhiều người không biết mài thì dao sẽ cuồn đi. Nhưng cái dòng này thì các bác chỉ đặt dao và kéo vào lòng mấy kéo là dao nó lại sắc bình thường. Đầu tiên thì các bác kéo cho em mài khe mài thô, xong tinh và bén. Thô là để nó phá cái lưỡi dao đi để nó tạo độ sắc nhá. Đó, 220k cho một cái mài dao 3 khe. Bao ship cho các bác nhá, bao ship cho các bác mài dao 3 khe 220k. Tiếp theo đó thì giới thiệu cho các bác cái dòng cân treo điện tử này. Hàng này hàng made in Japan của Nhật, cân treo điện tử. Cái này nó sẽ cân được cái độ thấp nhất là của nó là từ 5g đến 50kg. Thì cái này các bác có thể dùng để thứ nhất là mình sử dụng trong gia đình hoặc là đi chợ đi búa cũng được. Nó bỏ vào túi nó rất là tiện lợi nhá. Con này nó sẽ sử dụng pin con thỏ các bác ạ. Đó, chính xác đến 99%, nó cũng có thể chênh lệch đến khoảng 1 đến 2 gram, thì cái đấy nó là không đáng kể bác ạ, không đáng kể nha các bác nhá. 150k và bao ship cho các bác cái dòng cân treo điện tử này. 150k bao ship cho các bác dòng cân treo điện tử nhá. 150k. Tiếp theo thì em còn ít cái bánh xe của Nhật này. Ít cái bánh xe của Nhật này. Hàng này nó chịu tải khoảng đến 50kg và nó có khóa này, có lẫy khóa này. Đây nha các bác, nếu mà các bác quay bánh bình thường như này, các bác đang quay bánh này, nhưng khi mà các bác đã khóa lại thì không có thể là di chuyển được cái bánh này luôn. Nên là vô cùng chắc chắn nhá, chịu lực rất là tốt luôn. Giá là 25k một chiếc. Các bác mua 10 cái em sẽ bao ship. 10 cái bánh xe em sẽ bao ship nhá. 25k một cái, 10 cái em bao ship cho các bác. Đó, em cũng chỉ còn ít thôi, số lượng có ít thôi, cũng không có nhiều đâu các bác. Cái dòng bánh xe của Nhật này nó cũng có ít thôi. Đó, thì tiếp theo thì lại giới thiệu cho bác cái dòng Genco nhiệt. Cái này chuyên sử dụng cho các anh em điện đóm đây thì sử dụng con này. Genco này thì một đầu của một bó này của nó khoảng hơn 200 đầu, giá là 80k cho một cái bó Genco nhiệt này nhá. Thì nó sẽ có các cái đầu to nhỏ để nó phù hợp với từng loại dây điện của các bác, mà các bác chỉ cần cho dây điện vào và các bác hơ đi nó sẽ co lại rất là dễ dàng, rất là dễ sử dụng. 80k cho một bé bó Genco nhiệt. Rồi tiếp theo thì em còn mấy cái quạt tích điện này. Quạt tích điện này. Đó, đang bán là 170.000 nhá. Nhưng hôm nay thanh lý nốt cho các bác còn 150.000, bao ship cho các bác luôn. Đó. Cái này thì bây giờ chuẩn bị đến vào đầu năm học rồi, các con đi học này. Đấy, bây giờ thời tiết nó rất là nóng mà một lớp chỉ có 2-3 cái quạt thì nhiều khi các con rất là bức. Thì các bác mua cái này cho các con đi học này. Thì khi mà các bác sạc pin đầy vào thì nó sẽ sử dụng được khoảng 6 đến 7 tiếng thì các con có thể đi học được hết một buổi nhá. Đang bán 170k nhưng hôm nay thanh lý nốt 150k và bao ship cho các bác luôn. 150k bao ship cho các bác cái dòng quạt này nhá. Quạt tích điện, các bác lên mã cho em là quạt tích điện. Tiếp theo đó thì giới thiệu cho các bác cái dòng dao dọc giấy của Nhật bên em. Dao dọc giấy của Nhật bên em có hai mẫu Kabushi của Nhật này. Đó, các bác nghe cái tiếng em kéo cái dao này, nó rất là chất luôn và rất là sắc. Đó, thì con này bên em bán là 50.000 một chiếc, 50.000 một chiếc. Combo là một cái hộp lưỡi này là 30.000. Đấy, combo là 80.000. Thì các bác có thể mua dao rời hoặc lưỡi rời em cũng bán riêng. Đấy, chứ không phải bán cân cứ theo cặp nha các bác nhá. 50.000 cái dao và 30.000 cái dao lưỡi. Đó. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái dòng dòng này là dòng cưa gấp trắng đen, hàng của Nhật nhá. Đó, con này nó
Lưỡi của nó dài khoảng 30 cm, cán là 30 cm, tổng là 60 cm. Đấy, cưa cành to, cành nhỏ, cành nào cứ chiến được hết luôn các bác nhá, chiến được hết luôn. Đấy, các bác cưa xong thì các bác vệ sinh cho em và các bác bôi lên một lớp dầu nhớt, sau đó các bác lại gấp cưa vào như này. Thì cưa nó sẽ không bao giờ bị ham mà nó rất là sắc. Chứ các bác dùng những cái nhựa cây nó vào nó rất là hại, mà các bác không vệ sinh sạch sẽ thì nó một thời gian thì cưa có tốt đến cỡ nào thì cũng nhanh hỏng thôi. Đấy, nên là các bác dùng xong là vệ sinh sạch sẽ giúp em. Bên em bán là 120k và bao ship cho các bác cái cưa gấp trắng đen. Lên mã cho em là cưa gấp trắng đen 120k. Tiếp theo để giới thiệu cho các bác cái bộ mũi khoan đa năng hàng Kabushi Japan. Con này nó sẽ gồm 5 mũi thì nó khoan được tất cả các chất liệu trừ kính nha các bác nhé. Tất cả các chất liệu trừ kính. Đó thì nó sẽ gồm mũi 6, mũi 6 cộng, mũi 8, mũi 10 và mũi 12. Thì nó tùy nhu cầu sử dụng của các bác. Đấy, bên em thì có bán lẻ là 40.000 một mũi. Nếu cộng 5 mũi này nó vào sẽ là 200. Nhưng mà các bác mua cả hộp combo như này, vừa có hộp để này, tránh cái tình trạng rơi mất này. 170k và bao ship cho các bác luôn. 170k bao ship cho các bác một cái hộp mũi khoan 5 mũi như này. Giá rất là hợp lý nhá. Đó, mũi 6, 6 cộng, 8, 10 và 12. Đấy, mũi khoan đa năng khoan được tất cả các chất liệu trừ kính thôi các bác nhá. Đó, rất là ok luôn, 170k và bao ship cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lại giới thiệu cho các bác cái dìu của Đức này. Cái này chuyên chặt xương chặt thịt này, chặt xương chặt thịt nhá. Đó, chặt xương chặt thực của Đức nhá. Đó, cái này có thể trưng bày sưu tầm rất là ok. Em bán cho các bác là 250k và bao ship cho các bác cái dòng dìu Đức này. 250k bao ship cho các dòng của dìu của Đức nhá. Số lượng cũng không nhiều đâu các bác, số lượng cũng không có nhiều. 250k và bao ship cho các bác cái dòng dìu của Đức nhá. 250k. Tiếp theo giới thiệu cho các bác cái móc khóa đèn này. Cái này nó có vừa có đèn vừa mở bia nhá. Đây, và đi kèm cho các bác sẽ là gồm một cái dây sạc như này, các bác sẽ kết nối vào củ nguồn điện thoại nhà mình. Đấy, các bác bật công tắc như này cho em. Sáng ché luôn các bác nhá, sáng rất là sáng luôn này. Đó, nó có chế độ sáng này, sáng vừa, các bác nhìn vào đây ghé cả mắt luôn. Đó. Cái đèn này, đèn cúc áo này, đèn cúc áo bên em này, 100k cho một cái đèn đang bán 120k, hôm nay giảm ra cho các bác còn 100k nhá. 100k cho các bác cái đèn móc khóa bia này nhá, 100k đèn móc khóa. Các bác lên mã cho em đèn móc khóa 100k. Tiếp theo để giới thiệu cho các bác cái dây sạc này. Cái dây sạc đa năng của Nhật này, nó gồm 3 đầu. Các bác cắm được iPhone, Samsung, Type-C được hết. Đó, giờ dây rút dài ra cả mét nhá. Đấy, và cái này là cái ổ U1 này. U1 này các bác cắm điện này thì nó sẽ gồm hai cái ổ USB như này để các bác cắm này. Đấy, nó thay cái củ sạc điện thoại nhà mình, hàng của Nhật nhá. Đó, con này là 130k. Và cái dây sạc này là 90k. Nhưng các bác mua combo như này là 210k và em bao ship cho các bác nhận hàng thanh toán tiền 210k thôi. Bao ship cho các bác cái này nhá. Đó, bao ship cho các bác cái dòng 210k này nhá. Đó. 210k bao ship cho các bác cái dòng này nhá. Đó. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo có công tắc này. Đấy, các bác chỉ cần cắm điện vào và có công tắc này. Và cái này có thể di chuyển này, xoay ngang xoay dọc được hết nhá. Đó, xoay ngang xoay dọc được hết. Đấy, hàng thì còn rất nhiều nhưng mà em xin phép dừng video tại đây. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm thì anh chị em cứ liên hệ với shop qua các số hotline trên màn hình nha. Kết bạn Zalo, gửi hình ảnh hoặc gọi điện trực tiếp cho bên em.